Trả lời câu hỏi, thưa thầy, con bị huyết sắc tố thấp, rất thấp và tay chân lạnh, con nên ăn uống và tập luyện như thế nào? Thì trước hết quý vị hãy cố gắng nghe lại các cái bài giảng trên cái trang YouTube Tâm Thần Sakya để hiểu được những cái nguyên tắc nuôi dưỡng và sự nuôi dưỡng một cách đồng bộ giữa thức ăn, phần thô của mình và các cái thức ăn xung quanh môi trường, từ trường hay là cái tâm thức của chúng ta, chứ không phải chỉ có thức ăn thô không thôi. Vậy thì nếu chúng ta sử dụng các cái loại rau củ theo những cái công thức mà mình sử dụng trong cái chương trình của lớp học, thì nó đã có rất là đầy đủ các cái loại chất liệu để hỗ trợ tạo máu. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể, nếu mà trở về với đời sống hàng ngày, thì chúng ta có thể thêm cái đường mía. Mía làm sao là khi mà chúng ta thấy cái tay chân của mình nó nóng ấm, tức là chúng ta có thể bổ sung cái tinh bột từ những cái loại lứt, chẳng hạn như gạo lứt, bo bo, kê, lúa mì, lúa mạch. Đối với cái xứ Á Châu mình thì mình có thể sử dụng gạo trắng hay là gạo đỏ, gạo lứt, tốt hơn là lúa mì, lúa mạch vì nó quá dương. Tuy nhiên trong trường hợp nếu mà chúng ta bị tụt năng lượng thì chúng ta có thể bổ sung luôn cả cái lúa gạo bình thường của mình và lúa mạch, lúa mì để nó có cái năng lượng hơn. Điều quan trọng là những cái loại ngũ cốc này nó phải còn nguyên lớp vỏ cám và nguyên cái mầm sống của nó. Rồi kế đó là chúng ta có thể bổ sung thêm cái đường mía, hoặc là chúng ta có thể uống nước mía một ngày khoảng 2 ly, 1 đến 2 ly lúc khoảng bụng đói giữa giờ là 9, 10 giờ và 2, 3 giờ chiều. Không nên cho nước đá lạnh, cho nước mía đậm đặc với ít chanh hay là ít quất, trái tắc gì đó thôi. Và vào những cái buổi tối khi chúng ta đói bụng, thấy tay chân mình lạnh thì mình có thể uống thêm 1 ly nước bột ngũ cốc. Thì chúng ta nên nhớ cái bột ngũ cốc thì cũng gồm có tất cả các loại đậu, nhưng mà căn bản 5 loại đậu là đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng và có thể đậu nành hay là một cái loại đậu lăng cũng được. Ít nhất là có 5 loại đậu đó, và những loại đậu này cũng phải được chế biến một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ có đầy đủ cái nguyên liệu để tạo máu. Nhưng nhớ là cái nghệ thuật ăn mình đã học trong cái thời khóa của mình rồi, cái giờ giấc ăn và cái nghệ thuật ăn, giai đoạn khi chúng ta đưa thức ăn vào miệng của mình là quan trọng hơn hết, chứ không phải là ở bên ngoài. Thì ăn uống đúng cách, tập luyện, chúng ta phải tập luyện vận động, hít thở đầy đủ thì chúng ta sẽ có đầy đủ cái năng lượng, và huyết sắc tố đầy đủ thì nó sẽ làm cho tay chân của chúng ta ấm và người chúng ta khỏe.